Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, Kim Phượng cùng nhân viên hệ thống tiệm vàng Thành Tín, Vĩnh Thành, Victory kính chúc quý khách, quý đồng hương, quý khán thính giả cùng một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý. Chúc mừng năm mới.